Shop bên cạnh của NK Mobile, xin chào tất cả quý khách hàng đang xem video nhé. Thì Shop NK Mobile bên em là chuyên các sản phẩm điện thoại Nokia cổ, điện thoại Nokia sưu tầm. Đó, anh chị nào cần tìm mẫu máy nào thì anh chị liên hệ bên em nhé. Đó, thì hôm nay là Shop NK Mobile giới thiệu cho anh chị mẫu máy điện thoại Nokia N97 mini nhé. Một chiếc máy mà thiết kế rất là đặc biệt của nhà Nokia, thiết kế kiểu laptop thu nhỏ như này. Đó, thì chiếc máy bên em sẽ là máy zin nguyên bản anh chị nhé. Trước khi vào video chi tiết thì anh chị ủng hộ shop là mình đăng ký kênh cũng như là like và chia sẻ video cho mình cũng biết đến nhé. Thì kênh bên em sắp đạt được 5.000 lượt đăng ký rồi, anh chị nào ủng hộ với shop nhé. Đó, còn anh chị nào mình cần tìm những sản phẩm điện thoại Nokia cổ hoặc là đặt máy Nokia N97 mini như này, anh chị có thể liên hệ với em qua số điện thoại là 0985150255 hoặc là fanpage trên Zalo, Facebook em là dẫn Nokia Mobile tốt nhất, cũng như là Zalo QR đây, số này Zalo đây nhé anh chị nhé. Anh chị nào liên hệ bên em sẽ gửi hình ảnh này cũng như là video để test máy đấy, chị có thể an tâm đặt hàng nhé. Còn anh chị nào tin tưởng thì chị gọi đến trực tiếp cho em địa chỉ này, số điện thoại này và tên anh chị này, anh chị gửi hàng tận nơi cho anh chị, không bắt cọc trước anh chị nhé, không bắt cọc trước nhé, anh chị yên tâm nhé, nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán anh chị nhé. Đó, thì hôm nay là bên em có mẫu máy điện thoại Nokia N97 mini có hai màu cho anh chị nhé, màu trắng và màu nâu. Đó, màu trắng và màu nâu nhé. Thì đối với mẫu máy này thì rất là đặc biệt anh chị nhé, anh chị nhìn thấy kế nó này, một chiếc laptop thu nhỏ này nhé. Đó, đây là màu nâu này, đây là màu nâu nhé, còn đây là màu trắng chị ơi, còn đây là màu trắng này, màu trắng đây. Đấy, nói chung là máy thì nó có trầy sức nhẹ chị nhé, không phải là đẹp 100% đâu, máy zin cũ mà. Đó, giá nó hợp lý luôn chị ạ, chỉ vài trăm nghìn thôi. Đó, đây là màu trắng này, cũng khá là đẹp nhé. Màu trắng nó có một cái nhược điểm đó này, cái viền này này, trước nó là viền mạ chrome nên bây giờ đa số nó bị đen một chút, như là nhìn nó hơi xấu một chút, nhưng mà màu trắng thì nhìn bây giờ nhìn máy nó khá là đẹp, nó sáng nhé. Còn đây này anh chị nhìn này, đây nó mạ chrome này. Đó, nhưng máy zin như này thì mới có bị như này anh chị nhé, nếu mà máy bỏ thay thì sẽ mới tinh 100% cơ. Đấy, đây là màu trắng nhé. Đấy, anh chị có thể nhìn cái màu trắng này nó hơi bị một chút ở chỗ viền mạ chrome xung quanh máy này. Đấy, như màu nâu này thì cho chị xem này, màu nâu nhé, đây là màu nâu này, màu nâu đây, chọn con máy đó khá chút đây, màu nâu đây thì nó không có viền mạ nên là nó viền mạ chung với màu là nhìn nó không bị xấu như vậy. Đó, nhưng mà màu trắng thì chị nào chơi màu trắng thì cũng khá là ok nhé. Thì tất cả N97 mini hầu như tất cả máy đều như thế đấy chị nhé, nó đều như thế hết nhé. Đó, ngoại hình thì tương đối chị nhé, zin nguyên bản. Đó, chị nhìn chiếc màu nâu này, đây sẽ mở chiếc máy lên cho chị xem nhé. Ở đây hướng dẫn cứ mở cách máy này, khi anh chị nhận hàng này anh chị mở máy lên, sau này chị còn có cái khuyết này này ở bên hông tay phải nhá, anh chị mở máy lên bảy đây nhá, đấy nó sẽ nhấc lên luôn. In bay của máy đây, máy thì 100% là Mỹ in Phần Lan hết nhá, chuẩn nhá. LM555 Nokia N97, đây gọi là N97 mini anh chị nhá, đây nó sẽ ghi N97 mini đây này, đây này, đấy, đây không phải N97 to nhé, đây là N97 nhỏ thôi nhá, N97 mini đó, design Phần Lan này đó. Lắp sim này, cái lắp sim con này khá đặc biệt anh chị nhé, anh chị tháo khay sim đây này, nó một cái khay sim lời như này, sau đó là anh chị lắp cái sim to như này, sim to bàn to nhé, đây sim em test nhiều quá nó mòn hết này, đó một tháng thay sim một lần, đó đây, và anh chị cho vào khay sim như này nhé, sau đó anh chị ấn vào trong thôi, đó ấn vào trong nhé, đây là chỗ lắp thẻ nhớ chị nhé, lắp thẻ nhớ nhé, chiếc máy này thì bộ nhớ trong nó cũng khá là cao rồi nên không cần thẻ nhớ cũng được anh chị nhé, đấy, đây lắp pin này, pin là pin 4D nhé, pin zin anh chị nhé, pin zin nhé. Đây anh chị nắp cái khay này vào này, coi là mình nắp cái bên này trước này, sau đó anh chị bấm vào bên này, đấy như vậy là đã xong nhé, mình đã xong cái phần lắp pin của cái máy điện thoại Nokia N97 mini như này nhé, một chiếc máy rất là đẹp nhé. Sau đó anh chị bật nguồn này, bật nguồn trên đỉnh máy nhé, bật nguồn trên đỉnh máy nhé, đây này, đó, nó sẽ rung một cái và sẽ bật nguồn lên nhé, đó, đây là chiếc Nokia N97 mini, tổng quan máy này, thì là bàn phím nó này. Nói chung là khá đẹp nhé, nói chung là lựa những cái chiếc máy đẹp cho anh chị nhé. Đó, lựa máy đẹp, nói chung là không xấu quá đâu anh chị ạ, anh chị yên tâm nhé, đủ mình xung mua để sưu tầm, để nghe gọi. Máy zin nguyên bản thì vỏ rất là bền nhé, vỏ cực kỳ bền luôn. Đó, nghe này, anh chị nghe thấy loa chuông chưa? Đó, rất là ok luôn. Đấy, cảm ứng này, cảm ứng anh chị nhé. Đây, cái lưu ý là cái cảm ứng nó sẽ là như này này, anh chị bấm vào cái bằng cái móng tay của mình ấy, hoặc là mình bấm thịt rất là mạnh là nó được nhé. Đấy, cũng khá là ok con này, nói chung là cảm ứng thì nó đều dùng được cả thịt cả móng tay nhé, nhưng mà tối ưu nhất là mình phải dùng móng tay vì nó cảm ứng điện trở chị nhé, cảm ứng điện trở nhé. Đấy, máy thì bên em cam kết là test cho chị đầy đủ các chức năng nhé, cảm ứng này, test cảm ứng tất cả mọi thứ luôn đó. 3,5G này, chiếc này thì có 3,5G, chị nhìn góc máy này, 3,5G này đó,
Đây là nút menu thì nhé, đây là nút menu nhé. Đó, đây là nút trở về này, và đây là nút nghe này. Ví dụ anh chị nghe có người gọi đến thì anh chị nhấn nút này để nghe nhé. Đó, hoặc là trên màn hình nó có cái nút để mình gạt đấy. Đó, và đây là bàn phím bấm quay số này. Đó, anh chị gọi số nào sau 101 thang các thứ này chị nhấn vào đây nhé. Video này em hướng dẫn cho chị dùng luôn nhé, vì là rất là nhiều người lâu mình không dùng thì mình quên vào danh bạ này. Đây là hỏi mình có chép danh bạ ở trên sim về không, thì nhấn có cái là chép cái danh bạ vào trong máy luôn nhá anh chị nhá. Đó, mình sẽ thoát ra này, danh bạ em sẽ giới thiệu chị qua cái đấy, tùy chọn này. Cái thì chọn này thì nó không có gì cả, nó chỉ là mình giúp mình sẽ xóa bớt cái icon này đi nhá. Icon này này mình sẽ xóa bớt đi đấy, mình sẽ bỏ những icon này đi nhé. Đây này, trong cái phần thì chọn này sẽ làm màn hình chính trực tiếp này, mình nhớ đây này, trực tiếp nhé. Đấy, đây này, màn hình chính trực tiếp thì nó sẽ không còn cái gì nữa chị nhá. Đây này, nó chỉ còn mỗi cái hình nền, nếu chị nắp hình nền vào đây là ok nhé. Vào đây mình lại cho màn hình chính offline. Đấy, hiển thị nội dung, hiển thị nội dung sẽ là hết cái này rồi. Hiểu rồi, ok đấy, như thế nhá. Rồi vào trong menu này, ấn vào menu ở đây nhá. Nếu mà chị để như này nó sẽ là màn hình dọc như này nhá, còn nếu mà chị bật ngang như này nó sẽ là sang màn hình ngang luôn. Đó, rất là hay, nhưng mà trên laptop thu nhỏ luôn này, đó cực kỳ hay luôn. Nếu anh chị thử nhấn thế này, đây mình nhấn bấm phím này vẫn lên bình thường nhé. Đây này, bấm phím di chuyển này, ví dụ anh chị nhấn vào enter này nó sẽ là cài đặt luôn nhá. Đấy, rất hay đúng không, như một trên laptop luôn, cực kỳ hay nhá. Mình sẽ thoát ra này. Đó, trước này thì sẽ có wifi thì nhá, anh chị vào trong phần cài đặt này. Alo, đúng không, vào trong phần cài đặt, trong phần kết nối, kết nối này, WAN này, anh sẽ vào WAN nhé. Đấy, nhấn vào WAN đây này, bắt mạng này, mạng NK Mobile bên em này. NK anh chị dùng wifi thì anh chị có thể tải phần mềm Opera Mini về, sau đó là anh chị có thể tải game cũng như là mình có thể là nước web đọc báo thứ, ví dụ đọc báo trên cái máy này cũng khá là hay chị nhé. Mình ấn vào mình đọc báo nhé, cũng rất hay. Còn mình vuốt như này đó đều được nhé, như một chiếc laptop luôn, laptop mà nó có cảm ứng luôn nha anh chị nhé. Đó thì trở về này, ví dụ em nhấn vào mặt này và mình nhấn phím số này, nó vẫn có nhé anh chị, đúng nhấn đúng cái phím số này này, thì tất cả những phím này bên em đều test đầy đủ cho anh chị nhé, anh chị không phải lo nhé. Đó, ví dụ mình nhấn gọi này ok luôn đúng không ạ. Mình sẽ trở về mặt trước này nhé. Đây, ở máy này thì nó sẽ có camera này, camera lên hình chụp này, mình sẽ thoát ra này, và trong phần ứng dụng này đó nó sẽ có camera này. Camera này sẽ là camera 5.0 anh chị nhé, cũng khá là ok nhé, 5.0 này. Chụp ảnh thì anh chị có thể chụp bằng như một chiếc máy ảnh ở trên này nhé, mình chụp này. Đó, flash sáng rất sáng nhé. Đó, nhấn xóa luôn. Đôi khi là anh chị nghe loa chuông thì nhắn rất to nhé. Em giới thiệu cho anh chị như tất cả những cái này thì cho anh chị mình về mình dễ sử dụng. Đó, anh chị nhìn này nó có cảm biến này, ví dụ như xoay ngang và xoay ngang này, và xoay dọc và xoay dọc này, rất hay. Này, cái này anh chị có thể tắt đi được nhé, cái cảm biến này thì tắt đi được nhé. Đấy, vào trong menu này, và ở đây thì có các cái tính năng sau, đó là đây mình sẽ xem bộ nhớ của máy nhé, bộ nhớ của máy này, văn phòng này, tập tin này, đây bộ nhớ chung này anh chị nhỉ. Bộ nhớ ổ C nó sẽ là 250MB thôi, nhưng mà bộ nhớ của trên máy ấy, nó sẽ là 7GB nhé, 8GB nhé, tức là 8GB đây chị nhé, 8GB nhé. Đây này, đấy, chống 8GB vì có thể nào bây giờ chủ cũ người ta đã dùng có dung lượng rồi, thế là còn 6GB 8 thôi, nhưng mà 8GB thì dùng bao giờ mới hết đây anh chị, quá ok luôn. Chiếc máy này thì loa to nhé, loa to cảm biến thứ em test hết cho anh chị rồi nhé, loa trong ok nhé. Đó, chị để nghe gọi như này nhé, còn anh chị nếu muốn chơi mình đọc báo thì mình ok như này luôn, nhắn tin như này đây, thì bây giờ anh sẽ vào phần tin nhắn này test cho anh chị luôn. Đó, giới thiệu cho anh chị những cái này để anh chị về anh chị dùng dễ sử dụng. Đôi khi là mình nhận máy xong mình quên cách sử dụng anh chị, đó em đã gặp rất nhiều trường hợp rồi. Đây này, đó, ví dụ như em xin chào này, ví dụ xin chào nhé, xin chào quý khách hàng này, đó nhận nó không quen này chị ạ, chào quý khách, đó ok, đó rất hay chị nhé, chị nhắn tin gửi đi được ok luôn, rất hay nhé. Rồi ok, bên trên này thì mình sẽ đặt tên đó, máy thì đầy đủ các chức năng, có thể có ẩn ứng dụng anh chị nhé. Đây là ví dụ này, ẩn ứng dụng này, mình vào những cái mình thoát ra này thì mình sẽ có thể vào những cái còn lại này, mình vào lại này đó, ẩn ứng dụng tiếp này, tin nhắn này, bắt đầu chị chào quý khách đúng không. Đó, máy thì kèm cho chị là cái sạc chui Migros nhé, sạc zin thôi chị nhé, sạc zin Nokia thôi nhé,
Đó. Ở bên hông này sẽ có cái nút là mình tắt đèn màn hình, kiểu là tắt 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 màn hình luôn ý. Đó, tắt luôn nhé. Sau đó mình bật lên này. Đó. Cái gạt cái là một cái gạt nhé. Gạt này. Gạt lên gạt xuống này. Đó, gạt lên này. Giống của Nokia C700 nhé. Bên này sẽ có cho chị là nút chụp ảnh này, tăng giảm âm lượng này và nút nguồn trên đỉnh máy nhé. Sau là camera thôi. Đó, máy thì rất là cơ bản và rất là đẹp nhé. Rất đáng để sưu tầm với chị nhé. Nokia N97 mini cực kỳ đẹp nhé. Đó, chiếc máy bộ nhớ trong 8GB rồi, camera 5 chấm, có 3G, có wifi, cảm ứng và chợt như một chiếc laptop luôn. Rất hay chị nhé, rất đáng để sưu tầm nhé. Chiếc Nokia N97 mini này thì bên em đang bán là giá máy vừa vừa là 800.000, có chị cho đẹp hơn một chút là 900.000 chị nhé. Đó thì máy càng đẹp giá càng cao. Đó, còn sàn chung nó sẽ là 750-800.000, đó tùy vào cái hình thức của máy nhé chị nhé. Đó, anh chị có thể tham khảo và chị đặt hàng thì bên em sẽ lựa máy cho anh chị nhé. Đó, thì cảm ơn anh chị đã xem video nhé. Anh chị nhớ ủng hộ shop là mình đăng ký và like và chia sẻ video cho mọi người cùng biết đến những sản phẩm điện thoại Nokia cổ di sưu tầm như này anh chị nhé. Cảm ơn anh chị đã xem video.